Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình đã thêm vào trong đây rất nhiều những cái loại bàn chế tạo từ than cho đến kim cương. Và mỗi bàn chế tạo, khi bạn chế tạo ra những cái vật dụng bình thường thì những cái vật dụng đó sẽ có những cái hiệu ứng ngẫu nhiên mà các bạn không thể nào biết trước được. Hy vọng các bạn thích video clip này và hãy xem đến cuối video để biết nha. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay thì đừng quên ấn cho mình vào cái nút đăng ký để giúp mình sớm đạt được 1.000.000 người đăng ký nhé. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn xem video vui vẻ. Ôi shit, mình mới vô, mình đã thấy được cái kim tự tháp rồi. Đi vô. Hôm nay chúng ta chơi Minecraft, nhưng bạn có thể chế tạo ra những cái bàn chế tạo siêu mạnh. À, bàn chế tạo là phải xịn sò nó mới xịn. Ok, bây giờ làm sao mình vô đây đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào đây nào. Kim cương. Let's go, bao nhiêu kim cương nữa mọi người. Xuyên vào da thịt hả, không cần cho lắm. Cần cát để chạy ra khỏi đây thôi. Ui rồi ôi, thêm sợi chỉ nữa. Ngon thế nha. Dạ thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tới lấy gỗ và chế tạo ra cái bàn chế tạo đầu tiên. Ôi ôi, đây toàn khu sa mạc không mới lạ chứ. Lấy gỗ. Thì bây giờ các bạn sẽ chỉ có thể chế tạo ra đồ bằng gỗ thôi, nên là mình sẽ chế tạo lần 4 cái nha. Nó sẽ như thế này. Bàn chế tạo siêu cấp. Nhưng các bạn thật sự không có xài được cái bàn chế tạo này mọi người ạ. Nó hơi đau như thế. Ủa, nó biến mất. Chúng ta không thể nào tạo bàn chế tạo được. Ok, cái bàn chế tạo siêu cấp dù nó nhìn có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mà cũng đừng có biến mất như vậy chứ hả. Rồi, mình sẽ lấy nhiều gỗ một tí và đổi hết cái đống này qua bên đây. Mình vẫn cần lại cái bàn chế tạo siêu cấp cho mọi người, bởi vì các bạn có thể chế tạo được những cái bàn khác từ cái bàn này, nên là ok, mình sẽ giữ cái bàn này và làm một cái bàn thường. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái cúc kim cương. Chúng ta không thể chế tạo được kim cương, mình quên mất. Chúng ta làm được đồ gỗ thôi. Rồi xuống dưới đây nè, chúng ta cần làm một cái bàn chế tạo bằng đá nhanh gọn lẹ luôn, để vì chỉ có bàn chế tạo bằng đá thì các bạn mới thể chế được đồ bằng đá thôi. Mình nghĩ là sẽ tầm 8 đá cho bàn chế tạo bằng đá và thêm dụng cụ nữa thì là 17. Rồi, boom. Mình sẽ để cái đá xung quanh và để cái bàn chế tạo ở đây. Bàn chế tạo đá. Ok, với bàn chế tạo này thì mình có thể chế tạo ra được cuốc chim đá, rìu đá. Ok, thì cuốc chim đá và rìu đá, cái này cũng hơi lạ nha. Liệu các anh có làm được. Oh my god, nhìn đây. Boom, nó chặt nguyên cái cây. Nhưng mà nó không cho mình táo gì, mình đang chơi đoàn. Ok, và giúp tạo cho một cái bàn chế tạo siêu cấp thì nó cũng cho đồ xịn phết đấy chứ. Đồ mình có 19 gỗ rồi nè mọi người. Ok, rồi cầm đồ đi thôi mọi người à. Để mình coi coi đi hướng nào đó để mình kiếm đồ ăn cái đã. Và bây giờ mình còn phải chế tạo ra sắt này. Wow, nhiều thứ phết đấy chứ đồ. Ui, thế còn cái cuốc đá thế này thì nó có thể làm được cái gì nhờ? Đào đá thôi coi. Khoan, quay, nó cho mình món đồ khác ngoài đá này mọi người ơi. Flint. Tuyệt vời. Và mình có đồ ăn luôn. Wow, không chỉ flint và xương, nó còn cho mình đồ ăn nữa. Ok, cũng được. Mũi tên nữa. Wow, chúng ta có thể đánh đồng dễ rồi đó. Nhưng theo mình nghĩ là cái này đào đá sẽ nhanh hơn là đập đất đó mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hướng bên này để coi bên này có gì hay không. Đặc biệt là khi nào mình tìm thấy được cái hang thì mình sẽ nhảy xuống đó luôn nha. Định đánh heo nhưng mà dưới đây lại có cái hang và có cả sắt. Yep, ta cần nó. Quầy vừa có sắt mà vừa có xương, lạ thật đấy. Không biết như vậy thì những cái món đồ sau này sẽ như thế nào nữa nha. Thêm sắt này được đó. Chúng ta có lẽ là vừa đủ để có thể làm được cái bàn sắt luôn á mọi người. Mình sẽ sử dụng cái bàn đá này để mình nâng cấp lên thẳng lên từ từ luôn mọi người, chứ mình không có muốn quay trở lại đâu, bởi vì đồ này dở quá. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái lò than luôn nhỉ. Đây. Ok, đúng sắt lên và chờ. Creeper. No. Chết đây. Boom. Và đây được. Thêm sắt này nữa. Mình không biết là sau khi nung lên ta cần sắt hay không, nhưng mà lấy thêm 3 cục nữa đi. Mình muốn được chế tạo những cái món bằng sắt quá đi thôi. 7 cái rồi và 8 cái. Tuyệt vời, mình để cái đá ở đây. Kho sắt xung quanh, bàn chế tạo sắt. Ok, bàn chế tạo sắt rồi. Để coi là mình có thể làm được cái gì nào. Với cái đống này hả? Mình nghĩ là cúp là sẽ ok hơn đó. Tại vì nãy giờ có thể là cúp nó sẽ đào đá ra được sắt luôn, nên là có thể sử dụng cái đó để mà đi tiếp. Ok, cuốc diêm sắt. Rồi, để đào cái này coi. Ê, ra vàng, thay vàng nha. Lapis luôn, sắt nè. Yep, vậy đó, vẫn ra sắt mọi người. Redstone, oh my god, mình vừa mới thấy kim cương. Lên 5 vị, quầy, nó không phải là một cục kim cương đâu mọi người. Nó là nhiều cục kim cương nữa. Oh my god, chúng ta đào được kim cương này. Và 12 viên kim cương rồi, let's go. Với cái này thì mình làm thêm được một cây rìu nữa. Xịn thế nha. Mình muốn làm giáp nữa, nhưng mà mình không biết là mình có nên làm giáp hay không đây. Để coi, ui, một cái áo sắt. Nhìn thì như bình thường đấy, nó có cái gì lạ không nhỉ? Để mình sẽ mặc full combo luôn đi nha. Đấy, gọi là hợp lý thì mình sẽ test luôn.
giày này, đặt thêm tí sắt nữa để ta làm được cái mũ. Ok, mũ sắt này. Oh, mình thấy có gì đó như kiểu là một cái lớp bảo vệ hả? Ôi, ra con đây con thử coi. Oh, đúng nè mọi người, mình đi gần con nào thì cái này sẽ tấn công nó. Nó không phải là tấn công nó mà là nó sẽ bảo vệ mình. Nó chừng vô trong cái vòng này hả mọi người? Xịn đấy, mình chừng né đó mọi người. Ôi da, được. Bộ giáp này nhìn hấp dẫn đó, vậy là nó có cả khả năng đặc biệt đó. Mình thấy vậy là hợp lý rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái này và mình sẽ chế tạo ra bàn chế tạo vàng, giáp vàng rồi mới tới kim cương mọi người. Ok, bỏ bàn chế tạo vào đây và bàn chế tạo vàng. Được thế nhờ. Hình như là bàn chế tạo này có chế tạo ta không chế tạo được giáp vàng được. Nhưng mà mình làm được cái ủng vàng. Ok, để coi ủng vàng có tác dụng gì. Mình bay. Ủng vàng cho phép mình bay mọi người. Mày hả bưởi. Trời ơi, ngọc luôn này. Ngon thế nhờ. Ok, mình được bay với ủng vàng. Tạm biệt, mình cần phải bảo vệ bản thân mình cái đó. Tránh ra đi bạn ơi. Thì còn làm theo cái cúp vàng nữa đi nha. Hợp lý. Ủa mọi, mình muốn coi thử coi là cái rìu sắt này nó sẽ như thế nào. Mình thấy nó bị một cái hiệu ứng gì đó lên kìa. Đào thử một phát. Không có gì đặc biệt bằng cây đá nhờ. Mình không biết cái hiệu ứng nó là gì nhưng mà nó không có gì đặc biệt lắm. Còn cái nào cái này. Vàng. Cái gì? Mình nghe giống như một con nào đó rất là quen thuộc đây trên đây. À, tại sao lại cháu quen thuộc? Phù thủy mà. Mày hiểu bưởi. Ui khoan, nó bị một cái hiệu ứng gì đó khi mình đánh cây rìu vào nó. Như này. Đấy. Ê, hình như nó bị đứng đơ. Hiểu rồi, mình đánh nó cái là nó bị đứng luôn. Hèn gì hồi nãy con Enderman không dịch chuyển được. Này, được thế nha. Ok. Và còn cái cuốc vàng này nữa, nó lại cho mình rất nhiều vàng luôn. Ê, thế này thì lát họ đổi đồ biết đi thì ngon rồi. Mình sẽ đào hết vàng này bằng cái cúp này để cho nó hư luôn nha mọi người. Yep, và nó cũng đã hư và chúng ta được 2 stack cũng được. Mình sẽ làm thêm một cái cúp đi cho chắc ăn. Bởi vì một cái cúp này có thể đào được khoảng 32 block. Yep, và xong. Chúng ta đã có khoảng hơn 3 stack rưỡi. Đẹp thế này thì được rồi. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước đến cái cuối cùng, kim cương. Ok, tới kim cương thì bàn chúng ta vàng ở giữa và kim cương xung quanh. Chúng ta đã có được bàn chế tạo kim cương. Bàn chế tạo kim cương. Để làm coi. Ây da, được cái giáp này. Nhưng mà với 40 kim cương này, chúng ta cần làm cuốc kim cương trước cái đã. Lại hợp lý rồi. Cái gì đây? Sách bảo vệ 3. Ok, cung tên nữa. Được thế nhờ, bảo vệ 3. Sức mạnh 5. Đẹp luôn. Về cái này cho sách và táo. Ôi nhưng mà để dưới đó cái mình là biến mất rồi. Tô tầm đâu. No, trời ơi, mình không lượm được cái tô tầm nào luôn á. Đây rồi. Yes, tô tầm. Xịn xò phải là tô tầm. Vậy là có sức mạnh bảo vệ. Mình có thể sử dụng cái đống này cho giáp của mình cũng được. Để coi cái nào, mình sợ là mình lúc. Mọi người ạ, do mình mặc cái giáp này nên là mọi thứ xung quanh của mình bị thiêu đốt. Ok, mình không mặc cái giáp đó nữa, nó sẽ vẫn còn ở đây, nó sẽ không bị mất. Yeah, đúng rồi đó. Thuốc hồi phục hả? Long cừu sắc bén 5 à. Xịn đấy. Ok, và cái này không còn cái gì hết ngoài việc mấy quyển sách rồi. Ok, 4 cái bảo vệ, một cái sắc bén, một cái sức mạnh. Mình nghĩ chỉ cần như đây thôi mọi người. Mình chỉ cần 2 cục tô tầm nữa thôi. Tất cả những cái còn lại là mình cần táo vàng đi cho nó hợp lý. Mình sẽ xài cái cuốc sắt này để đào thêm kim cương nha mọi người. Mình sẽ làm được full giáp kim cương. Mình muốn làm full giáp kim cương và bàn ngành chán, mình nghĩ vậy. Cái hiệu ứng của cây rìu này thật sự vẫn là một cái xịn sò gì đó. Ok, vứt hết đồ sắt đi. Chúng ta không còn đồ sắt nữa. Chúng ta chỉ cần một cái đá lửa để mà làm cái bột lửa thôi. Nó bị chán là bao lâu vậy? Ây da, mày hiểu bụi. Chết đây. Ok, như vậy mình làm được cái đe nè mọi người. Xong rồi cái đe sẽ bắn vào. Khoan từ từ. Chế tạo giáp cái kiểu cái đã. Vô đây. Rồi kêu cái mũ nữa. Rồi, mũ. Ui, xịn này. Không biết cái bộ giáp này sẽ cho mình cái gì nhưng mà mình cảm giác. Nó cháy tới chết à. Wow, xịn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ enchant. Và vẫn như vậy các bạn ạ. Tại sao những cái mod như thế này nó lại cho mình cái quyển sách màu xanh? Sau đó mình sẽ không enchant được. Yep, tuyệt vời. Cảm ơn Minecraft. Mình sẽ làm thêm cây vào cái cướp đấy, nó sẽ như vậy. Cái cung ở đây rồi, bây giờ mình có thể đi xuống địa ngục được rồi đó mọi người. Ok, với cái đống này thì trời ơi, cái này chắc chắn không phải do mình đâu nhỉ, cho trời sáng đúng không? Khoan, con creeper này chảy là do cái giáp của mình. Oh my god. Ok, chúng ta không nên chuyển rìu qua cái này. Mình vừa mới xài một cái hiệu boom. Cái này mày đánh vô con creeper là hơi phê. Rồi tranh thủ lấy nước luôn, sau đó chế tạo cái cổng nè. Boom. Và bật lửa. Xong. Vào thôi nào. Chúng ta có quá là nhiều vàng có thể đổi đồ rồi. Đi ra đi bạn. Mình muốn đánh con này quá nha. Mày hả bới. Dấp.
làm trò ruồi bu này. Ok, đổi qua ủng vàng và bay thôi. Ơ, đồng phục trét ra ngay đây. Lại xịn xò rồi. Tranh thủ là oh my god, passion ở đây luôn. Vô đổi đồ là cũng hợp lý rồi. Sao lúc đầu mình cũng may mắn với cái việc tìm mấy cái này nhỉ. Ok, mình có thể sử dụng cái này đánh vô con này. Mày cái bưởi. Ok, nó đang bị dí rồi mọi người. Không sao cả, không sao cả, không sao cả. Ở đây nhiều con áo đen vậy. Mình không muốn đánh tụi nó cho lắm. Ow. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Ok, cái đây có gì nào? Mũi tên, bánh bụng ne thờ, lời nguyện biến mất. Ok, lấy thêm vàng thôi. Hắc diện thạch hả? Cho xin thì lấy thôi. 10 cái hắc diện thạch, ta có thể đủ để đi về rồi. Và thêm mũi tên. Trong đây còn có một cái sản nữa nè mọi người. Lấy sản luôn. Và bây giờ chỉ cần tìm Big Lin. Đâu rồi, có con Big Lin nào ở đây không ta? Đây, đây cũng nhiều đó. Nhưng mà mình sẽ đổi qua cái rìu này. Đấy, cho tụi này nó đứng im một chỗ đi là được. Ờ hết. Ow, chết rồi rồi. Ở đây nhiều Big Lin thế. Nhưng mà cảm ơn. Ui, ở dưới đó là lava kìa. Ow, hình như là mình bị đánh là mình sẽ bị thụt lùi vậy. Ê, what the heck, kỳ lạ vậy. Từ từ nào, mình muốn đánh cái con này. Các bạn cần phải dí mình ghê đến vậy không? Văn vàng vô. Còn bạn đó, vô luôn. Đúng rồi. Ở đi mấy bờ. Ok, lên đây. Có mấy thằng nè, hai ba thằng gì lên nè. Ui. Mày hả bưởi. Xuống đây. Nhiệt tình vô. Đổi mắt ra đâm nhiệt tình vô. Đúng rồi. Giúp cho đây luôn bạn. Nhìn đây cái muốn vô liền nè. Nhìn vô cái. Oh, biết lắm mà. Ok, 4 cục ngọc. Được. Chúng ta cần thêm. Lên 6 cục. 10 cục luôn. Yes. Nhanh lên. Với cái tiến độ này thì nhanh chóng thôi. À, mình mới đi. Bây giờ mình mới 6 con mắt rồi nè. Ok, mình chỉ văn vàng vậy thôi chứ mình cũng không cần nữa. Mình có đủ mũi tên, thuốc kháng lửa rồi các thứ rồi. Thì thôi, tạm biệt. Vô đây luôn. Ôi giời, với cái giày bay này á hả? Mình có thể bay một phát là tới chỗ con play luôn này. Ồ, đây. Thuốc kháng lửa đã mà. Và chỉ cần cái này thì mình sẽ gán được con play không cho đi chuyển xong mình đánh nó. Úi rồi ôi, cái hợp lý thế. bụp một cái. Ok, đủ 8 cái que quy lửa rồi, tạm biệt đúc qua đây luôn. Về nào. Yep, và với như vậy, chúng ta có thể đổi cái đống này qua con mát. Sau đó đi tìm. Ok, hướng này, trời còn mưa nữa chứ. Hello dân làng. Oh my god, mình vẫn phải đi tiếp. Ở đây coi thử. Vẫn đi tiếp. Cái stronghold này hơi xa nha. Ok, ra tới khu rừng nè, để coi. Quay lại. Ở đây, ok, quay lại được rồi đó. Nó nằm ngay dưới đây. Ok, con mắt của mình đây rồi. Tạm biệt. Con Creeper xem nổ đi. Đây rồi, đôi giày. Vào lôi. Đốt cái này ống này đây đi. Ok, hello. Stronghold, mình đã vào đây này. Chúng ta có bánh mì. Nope, ta không có bánh mì. Oh my god. Mình ném chết á. Làm vậy là không được. Đây rồi. Quay cái stronghold lại. Lại cái stronghold rất là lạ nữa mọi người. Đúng bạn. Ok. Và mình sẽ để đống này vào đây. Biển đây. Ui khoan. Với cái đống là beat. Ui nhưng mà mình không có sách à. Phòng sách ở đâu ta. Oh my god. Bây giờ mình mới thấy chuột phải mình bắn ra được lửa. Phát kiến mới. Oh my god. Và bây giờ mình sẽ chế tạo cái bàn enchant. Ok, bàn enchant ở đây. Nâng cấp tí đồ coi nào. Hiệu suất 1. Ồ, tại sao mình lại nâng cấp ngoài này vậy? Trong khi rõ ràng là mình có thể quăng nó vô đây để mà cho nó mạnh hơn. Yep, nó sẽ như thế này. Ok, chữ các thứ bay vô cuốn sách của em đi nha. Rồi, lực level 16 luôn. Ok, mình sẽ nâng cấp như thế này. Bảo vệ 1, tiếp tục là bảo vệ 1 và bảo vệ 1. Xong, đến lúc vào cổng thôi mọi người. Đây. Và đi vào. Hello con rồng. Bởi vì có ống qua cầu lửa này mình cần. Boom, mất. Ở đây. Và ở đây. Boom. Ok. Boom. Nhanh dữ vậy mình không cần phải xài cung luôn mọi người. Cái này thì phải xài cung nè. Ok, bắn cung vô. Yep. Xong. Rồi đi xuống. Mình không cần cái quần để bay nữa. Mình có thể sử dụng cái này. Đó. Ôi. Chạy. Yes. Mình biết mà. Bàn chế tạo. Boom. Sức mạnh 1. Được. Thế này thôi. Ok. Giờ hết tất cả những con Enderman xung quanh mình đều bị cháy hết mọi người. Tuyệt vời đó nha. Ôi xuống rồi. Ok, mày hả bưởi. Bắn bao nhiêu mũi tên vô cũng được. Đúng rồi. Nửa máu. Bắn cái đầu mày đâu. Đây. Chết nè. Chết đi.
Woo! Mỗi lần bắn của mình đều có cái sấm sét à. Ờ đấy, nên là nó cũng ngon hơn. Yep. Mình chỉ thấy là cái mũi tên của mình bắn hơi lạ thôi. Nhưng không sao, ta có thể spam lửa. Đâu rồi. Ây da. Oh my, chuyện gì xảy ra vậy? Mình vừa mới kích hoạt cái vật tổ dân sinh. Tại sao lại phải kích hoạt vật tổ dân sinh vậy? Kỳ lạ. Oh no, vậy là không mặc được cái quần kim cương để bay rồi. Quần kim cương bay lỗi vãi. Đấy, đây. Rồi, chết mày đi Rồng. Tranh thủ nè, boom, boom, đó. Hướng nào, đầu mày hướng nào. Mày ơi. Ôi, mày tiếng sấm sét nghe phê vậy. Chạy rồi. Bay là mình không thể nào bắn được. Nhưng mà mình chỉ có thể đứng ở dưới mà bắn lên thôi. Mình muốn để cho anh Rồng xuống đây một lần nữa. Thôi nó chưa chết. Mình đi bắn lại đó thôi, ok. Mặc lại cái này nè. Rồi xong. Oh no, mình chưa kịp uống thuốc nữa. Rồi Rồng xuống kìa. Và chỉ cần một cái nữa là Rồng sẽ chết. Mình đang uống nhiều thuốc nhất có thể nè mọi người. Và vô đây. Tạm biệt con Rồng nào. Búp. Yep. Và đó là GG. Yeah. Ok các bạn ạ, và đó là Minecraft. Như các bạn có thể chế tạo được những cái bàn chế tạo siêu xịn. Ok, quá xịn luôn, quá xịn luôn. Còn gì nữa, không thể nào gọi là không xịn hơn được. Nếu các bạn thích thì trong tương lai có thể mình sẽ ra những cái bàn chế tạo mới. Mình muốn làm những cái bàn chế tạo custom mới. Hy vọng là tương lai có thể làm được cho các bạn xem. Nếu các bạn để lại trong video này một like, nếu như mình vào group đăng ký nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.